Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
得意了，得意了。xe đá với đội này cũng rõ lắm, đội kia đội gì ta? Chết mày quá. Sáng là đội gì Thiên Long gì đó, Thiên Long đá chung với đội VFC sáng đá, sáng qua 3-4. Thầy Thiên Long mạnh mà, Thiên Long đá mạnh lắm. Nhất bạn mới được chân chân mua đấy. Thì nói chung là đợt này phải thắng đi chân chân. Tiền thủ phương tới rồi kìa. Được. Như kia tiền thủ phương tới rồi kìa. Mới vô mà đã 5 phút rồi. Đội Thiên Long hồi nãy ăn được game 4-0 luôn, ghê vậy ta. Anh Hưng nói mà, Hưng nói thắng 4-0 ấy. Đội đó mạnh mà. Oh,
FCC mạnh lắm, đội FCC mạnh lắm. Chưa. Sao á, thấy giờ này không không chờ tôi cập nhật kết quả đi chứ điện thoại nó hết pin rồi đây, xong rồi hết pin rồi khỏi cập nhật luôn.